Nam, đoàn đại hỷ và trân trọng kính mời các giáo lao hiến máu, các thân đồng đạo quan, các thập phương cùng toàn thể nhân dân chúng ta sẽ khẩn trương về khu di tích để làm các nghi thức kính lễ cho buổi trước trong buổi chiều ngày hôm nay. Cầu cho phúc đức đầu mùa mát mẻ, cây cối tốt tươi, những cánh đồng mang trải màu xanh mướt của những cánh đồng lúa, vâng, và hôm nay trong không khí mát mẻ và rất nhiều các đoàn du khách từ khắp mọi miền đất nước đã đến thiêng hướng lễ bái chùa để góp phần cùng tu tôn tạo khu di tích ngày một khang trang hơn để lưu truyền hậu thế văn quẩy nước cho quẩy nước. Đức Vua Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế và Nam Thị Thờ Nam Thị Vũ Đạo Thiên Tông từ Đền Thượng trở về Đình Vô hiến đại tích đánh hộ. Lễ trong buổi rước lễ trong buổi chiều ngày hôm nay, và ban tổ chức xin trân trọng thông báo
là có phù cô lão trong nào. Cổ xưa, quần long nhà Ngọc trông ta, chín tầng tháp cổ lối đưa về trời, tòa đá điêu khắc tuyệt vời. Đây nhà những câu thơ được đúc kết rất đặc. Vâng, kính thưa các quý vị đại biểu, các quý khách thập phương cùng toàn thể nhân dân, tháp được đặt tại vị trí trước tòa tiền tế của đền Áp Giá, có bình đồ hình vuông nhỏ dần về phía ngọn, có màu nâu đỏ, cao 450 cm, cạnh đáy dài 150 cm, bệ gạch cao 60 cm. Tháp chia thành 4 phần gồm bệ tháp, đế tháp, thân tháp gồm 12 tầng và đỉnh tháp. Hiện tháp còn khá nguyên vẹn, được tạo tạm bằng chất liệu đất nung, có niên đại thuộc thời Lê Trung Hưng, thân đế bệ bằng đá có niên đại thời Mạc. Tháp được xây dựng bằng phương pháp thủ công truyền thống với kỹ thuật lung, chạm, khắc tinh xảo, trau chuốt và vô cùng độc đáo. Đặc biệt, toàn thân tháp trang trí đầy đặc những họa tiết văn hóa hình rồng phượng, sư tử, tiên nữ, hình lực sĩ, ngựa có cánh, vân vân. Ngoài ra, trên thân tháp còn xuất hiện nhiều đề tài mang đậm chất dân gian như cảnh người đấu vật, bắt rắn, chim, hiêu, hổ. Tất cả đều được bố cục thành những mảng khối với dáng khỏe, sống động, mang đậm dấu ấn kiến trúc, nghệ thuật. Và miệng và cổ bình nguyên cao, thân trong tròn, chân tế, hình gắn liền với đỉnh mái. Tầng số 12 của tháp, tháp được quay là nơi giao hòa với trời và đất. Là nơi con đường thăng thiên cắm trần của Ngọc Hoàng Thượng Đế và các vị thần tiên. Vâng, theo hồ sơ bảo vật quốc gia, vườn thực tháp đất nước vườn tí tích quán đạo đền Áp Giá là một hiện tượng văn hóa độc đáo trong các di vật. Có một không hai, hiện còn lưu giữ đất nước và tháp đá tương tự ở khu vực phía bắc của nước ta. Với giá trị đặc biệt trên, di tích đến 80, bây giờ ngày 31 tháng 12 năm 2020, và tháp đất nung đền Áp Giá được công nhận là bảo vật quốc gia theo quyết định số 2198 ngày 25 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ. Tháp đất nung hiện lưu giữ tại đền Áp Giá xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên là hiện vật gốc duy nhất và lớn nhất của văn hóa đạo giáo còn lại trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Có niên đại khoảng thế kỷ thứ 16 đến thế kỷ thứ 17, tháp trau chuốt và vô cùng độc đáo. Vâng, hiện tại trong khu vực tháp, các ông thầy cả, các ông từ, các cụ cô lão trong làng, nội tế lang quang và đinh quang đang làm lễ diễu hành thầy bí trần tháp cao 9 tầng. Biểu thị 9 tầng mây cao vời vợi của chốn kiểu trùng.
trời. Nhiều người mong được đến nơi tham quan di tích tuyệt vời Trần Thiên, truyền thuyết Thiên Đình Thủy Liên, nguyên dáng tại hạ từ tiền cổ xưa, quần nóc nhà ngọc châu xa, chín tầng tháp cổ lối đưa về trời, và đá điêu khắc tuyệt vời, thiên to thánh lớn trường trời Trần Thế.
Ha ha ha.
Ông vừa ông vô á. Dạ, ra bình thường không? Thank you.
dân, diệt trừ hổ ăn, cứu dân đồ thế. Thank you.
Thưa lệnh, ông nhân dân diệt trừ tội ác. Thank you.
Xin để làm gì hả bà? Tắm để tắm, cái lá này để chống cái tắm cho nó mát. Lái mà trai xấu thành đèn. Cho nhìn thấy bà quen lắm à? Ô, đi cùng với nền à? Vâng. Đi nãy cùng mà. Vâng. Tôi gặp đều mấy lần mà. We'll be right back.
bài mà nó đúng.